Thời gian gần đây, giá vật liệu xây dựng liên tục tăng cao, đặc biệt là giá sắt thép đã tăng khoảng 25%, giá cát xây dựng cao hơn 40% so với thời điểm đầu năm. Tình trạng biến động giá đã tác động lớn đến tiến độ các công trình đang triển khai xây dựng, nhất là đối với các nhà thầu đã ký hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định với các chủ đầu tư, trong đó có các công trình dự án có nguồn vốn lớn thuộc lĩnh vực đầu tư công. Trước tình hình giá các loại vật liệu xây dựng, nhất là sắt, thép, cát đá tăng mạnh, ảnh hưởng nhiều đến giá thành các công trình xây dựng và quyền lợi người tiêu dùng. Những ngày qua, đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh đã tiến hành kiểm tra các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh sắt thép, vật liệu xây dựng trên địa bàn. Theo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu, trong đợt kiểm tra về tình trạng tăng giá liên tục của các loại vật liệu xây dựng lần này, đoàn công tác liên ngành tổ chức kiểm tra các thủ tục liên quan và giấy phép kinh doanh, tình hình niêm yết giá, kiểm tra hóa đơn giá đầu vào đầu ra của các loại sắt thép và vật liệu xây dựng nhằm chống tình trạng găm hàng tăng giá bất hợp lý. Trước tình hình giá sắt thép xây dựng và một số mặt hàng như là cát đá xây dựng tăng giá từ vào cuối năm 2020 vào những tháng đầu năm 2021, được sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường đề nghị các tỉnh kiểm tra nắm tình hình báo cáo, thì ở đây là Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo đoàn liên ngành để kiểm tra một số doanh nghiệp kinh doanh sắt thép, vật liệu xây dựng để nắm tình hình giá cả là tăng giá là từ cuối năm 2018 đến những tháng đầu năm 2021, thì được nắm được một số thông tin. Thứ nhất, về phía doanh nghiệp thì các doanh nghiệp là nói với lý do là các nhà sản xuất nói là phôi thép tăng giá cho nên là sắt tăng lên. Còn theo nắm tình hình ở thị trường thì thường thì những tháng cuối năm và những tháng đầu năm là vào mùa xây dựng, mùa khô mùa xây dựng, cho nên vật liệu xây dựng sắt thép cũng đều nhu cầu tăng cao. Hợp giờ đó và những tháng cuối năm và đầu năm 2021 là các nhà sản xuất thép của Việt Nam là xuất khẩu số lượng thép là rất lớn, đó là cũng là một những nguyên nhân làm cho giá thép là tăng giá cao. Còn về cát đá tăng giá thì cũng là những mặt hàng này nó có ăn theo vào cái sắt xây dựng thì phải có sắt rồi cát đá xi măng, chỉ có mặt hàng xi măng là tăng không đáng kể, một bao tăng được 1.000 mấy đến 2.000 một bao. Nó còn các loại dược liệu khác thì cũng tăng giá không đáng kể, tăng giá cao nhất là chỉ có sắt, kế đó là cát, đá. Thường trực Ban chỉ đạo 39 đã chỉ đạo đoàn liên ngành đã đi kiểm tra một số cơ sở kinh doanh nắm tình hình để căn cứ vào đó để làm báo cáo cho Ủy ban tỉnh và Tổng cục trường để có hướng là đề xuất chính phủ có giải pháp bình ổn giá sắt và vật liệu xây dựng cho người tiêu dùng. Trước tình trạng giá vật liệu xây dựng tăng, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng sắt thép tại các địa bàn trong tỉnh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian gần đây, các nhà thầu đang gặp rất nhiều khó khăn trước sự tăng giá bất thường của vật liệu xây dựng, trong đó chủ yếu là thép, cát, đá tăng giá nhiều nhất. Cùng với đó, các loại vật liệu khác cũng tăng theo, có loại tăng đến vài chục phần trăm.